Cậu muốn chạy sao? Giỏi lắm, con chó này, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Mau dẫn đường cho ta. Còn giả bộ chết sao? Thật là nghiệt xúc mà. Tiên tử, không có nói dẫn đường, chúng ta không thể vào vùng đất đó. Cũng phải chứ. Hóa thần tiên tử. Nữ bạc tỷ tỷ. Nữ bạc tỷ tỷ. A muội, tôi đến rồi. Sao lại đến đây vậy? Ta dẫn cứu binh đó mà. Mụi mụi, nghe thủ địa nói mụi có nạn, thì đến giúp mụi. Quá tốt tỷ tỷ. Bây giờ Đông Nhạc không có tịnh thổ, tỷ vì mụi mà rời khỏi Đông Nhạc, chỗ ở của tỷ phải làm sao? Không sao đâu. Bụi là chúng ta lúc này đã kết thành liên minh với hoàng đế. Hoàng đế mới phái người tiễn chúng ta đi, có rất nhiều lương thực và gia thú, cho nên ta tạm thời rời khỏi một lát cũng không sao. Vậy thì tốt. Thì ra vị ca đang từng bước hoàn thành mơ ước thống nhất Trung Nguyên. Nhị ca, hoàng đế là nhị ca kết nghĩa của muội đó. Trùng hợp vậy sao? Đúng vậy, thật là trùng hợp. Nhị ca và nhị tỷ của muội kết thành liên minh, thật là có duyên phải không? Đây chính là thiên hạ vốn một nhà. Nói rất hay. Mọi người theo lẽ chính là người một nhà, hà tất phải giành qua đoạt vị, đánh đánh giết giết để làm gì? Phải. Tỷ tỷ, thần nông còn ở trong đó đó. Cô đi quá xa rồi. Ta có chút quá xa đấy. Con chó này đã bị bắt giữ. Chúng ta vẫn không có cách nào. Phải làm sao đây? Mọi người có cách gì không? Hoa thần tiên tử, nữ bạc đã từng hấp thu qua tịnh thổ, đối với tịnh thổ tương đối rất quen thuộc. Có lẽ cô ấy có thể hóa giải trận pháp do tịnh thổ hóa thành. Nữ bạc tỷ tỷ, mụi mụi đừng sốt ruột, để ta giúp. Quả nhiên không giống với tịnh thổ ở ngũ nhạc ta, nhưng mà nó cũng cùng nguồn gốc. Ta có thể hóa giải được. Vậy thì hóa giải đi.
Thánh địa của thần là xứ sở quá của bàn cổ đại thần. Người ngoài muốn phá giải trận thổ này phải có pháp lực giống như bàn cổ. Máu tươi làm dẫn của nữ hoa. Cái gì? Mẹ của muội, sau khi tạo thành loài người đã đi du hí vũ trụ, ta cũng không biết bà ấy ở đâu. Muội đi đâu tìm bà ấy đây? Muội muội, mặc dù nữ hoa nương nương không có ở đây, nhưng muội là con gái bà ấy, huyết mạch sẽ tương liên. Máu tươi của muội và bà ấy cũng giống nhau thôi. Tỷ quá thật thông minh. Được, để muội thử xem. Được. Đại địa quy nhất, vạn thổ đồng tâm. Phá. Không xong rồi, muội sắp chịu đựng không nổi rồi. Thất muội, mau tỉnh lại đi thất muội. Thất muội. Thất muội. Đại nha đầu, các người có sao không? Hoa tỷ, Hoa tỷ, mau lên, mau lên. Bên này. Các nha đầu, các nhà đầu, không sao chứ? Không sao. Các người có khỏe không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đủ cả rồi. Thần nông đâu? Ở đây. Thần nông, sao vậy? Không sao. May mà có chúng tiên nữ cho tôi sức lực. Các nhà đầu này ngoan lắm, thật là ngoan lắm. Vị Lan thần, huynh cũng đến rồi sao? Đây là cái gì vậy? Không phải chính là một con chó sao? Thì ra là trò quỷ của ngươi. Nhất định không thể tha thứ được rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đẹp quá. Đẹp quá. Vũ công chúa, lúc nãy cô xưng là hoa thần tiên tử. Có gì lạ đâu. Tiên thượng nhân gian xưng hô có thể giống nhau sao? Đúng rồi, mọi người không sao thì tốt rồi. Nói đi, làm sao xử lý con chó này đây? Lục cô nương ghét nó nhất, để cô xử lý đi. Lục nha đầu, muốn nói đi. Hoa tỷ, muội không có hận nó. Tỷ nói đi. Ta nói à? Thôi, nếu bạc tỷ nói đi, vẫn là tỷ nói đó. Tiểu hoàng này là thần vật của thiên địa. Ta thấy mọi người nên tha thứ cho nó. Thế nào? Được phải không? Vậy muội nghe tỷ, chó con qua đây. Ta nói cho ngươi biết nha, lần này thì ta thả đó. Nhưng mà lần sau dám ra đây hại người, ta quyết không tha cho người đó, nghe rõ chưa? Nó muốn dẫn chúng ta đi tìm tinh thổ. Được, dẫn đường đi. Đi mau. Mau lên. Nó nói chính là chỗ này. Tìm được rồi. Cuối cùng tìm được rồi. Hay quá. Lần này may mà có mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn. Không dám. Tiên tử chưa gọi, tiểu tiên đâu dám không đến. Vị Lan thần, chuyện tỷ giỏi chưa thân, ta không truy cứu với huynh nữa. Xin đa tạ tiên tử. Mười muội, các người đã bình an, ta cũng phải đi thôi. Sao tỷ đi gấp quá vậy? Ở lại với muội thêm 2 ngày nữa đi. Ta đến đây đã lâu, thời gian đã dài rồi. Sức khỏe của ta rất yếu. Người đất nhạc còn đang đợi ta trở về. Được, vậy thì hẹn ngày gặp lại. Tiên tử, tiểu tiên cáo từ. Được. Oh.
Thế nào, còn không phục hay sao? Có lẽ là vì ngài cứu nó nên nó mới đi theo ngài đó. Ta nhận thấy huynh làm chủ nhân thì tốt, có huynh lo cho nó, để tránh việc nó chạy khắp nơi làm loạn. Tiên tử không ở chỗ ngọc đế, làm sao ta có thể dẫn thú về thiên đình? Thiên điều có quy định. Tôi nói thiên điều, thiên điều, huynh có thấy phiền không vậy? Ta nói với huynh, huynh nói với ngọc đế ca ca, chuyện này hóa thần ta chịu trách nhiệm. Tiên tử, không được đâu. Sao lại không? Cái gì mà không được? Có hóa thần tỷ tỷ bảo đảm, tại sao lại không? Phải rồi, chúng tôi cũng đồng về làm chứng cho huynh mà. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi theo ta. Vị Lan, tiểu hoàng này nghe ra cũng không đủ quay phong, tới thiên đình khó tránh bị chê cười. Tôi thấy đặt cho nó cái tên mới đi. Xin tiên tử ban tên. Ta thấy con chó này cả ngày đều nhìn lên trời kêu không ngừng, nên gọi nó là Hạo Thiên Khuyển đi, có được không? Hay lắm, hay lắm, nghe rất lợi hại đó. Đa tạ tiên tử đặt tên. Hạo Thiên Khuyển, chúng ta về thôi. Hoa thần cô cô, chúng con cũng nên về rồi. Nhất định vậy sao? Dạ, thôi được. Hoa thần cô cô phải bảo trọng đó. Ta biết mà. Quay về nói với phụ dân các con, chuyện cái bình thường cổ xem như là hòa nhau. Ta không nợ mấy cái gì cả. Cô cô xin bảo trọng. Ngoan lắm, đi đi. Tỷ muội bảo trọng nha. Muội muội, muội cũng phải bảo trọng. Được rồi, tỷ tỷ bảo trọng nha. Thổ địa, thổ địa, thổ địa. Hoa thần tiên tử, thổ địa chết tiệt. Gọi tới nửa ngày rồi mà cũng không nghe. Hoa thần tiên tử đừng có nóng. Cô gọi tiểu tiên có dặn dò gì hay không? Lần này công lao công rất lớn. Nói đi, muốn kêu ta ban thưởng cho cái gì? Tiên tử, tiểu tiên không dám. Chỉ cầu xin lần sau, tiên tử lúc gọi tiểu tiên, hãy cho tiểu tiên một chút thời gian. Đừng quá gấp rút như vậy. Tôi nói ông thật là thổ địa ngu ngốc mà. Bà cô ta đứng trên thổ địa này, có chuyện gấp mới tìm đến ông. Không phải là hô phong quán vũ. Ông phải nhanh chân một chút. Tôi nói cho ông biết đó nghe. Đa tạ tiên tử. Tiên tử, nửa ngày rồi, bụng của tôi đã đói, xin cáo lui. Được rồi, đi đi. Để tôi một chút. Tiên tử, xin cáo từ. Mũi mũi, để tôi với. Xin cáo từ. Mũi mũi, để tôi với. Đợi ta. Hoa tỷ, tỷ xem tình thủ của Nam Nhạc chúng ta đã lấy được, bước tiếp theo phải đi đâu đây? Lần này thật nguy hiểm. Xem ra muốn lấy tất cả tình thủ và chân thủy thật không dễ dàng. Vậy là chúng ta không đi nữa. Chúng ta lên trời nghỉ ngơi vài ngày đi. Ta nói Lục Nha Đầu, sao gan của mụi nhỏ như vậy? Mụi ta có nói nguy hiểm thì không đi à? Mụi không phải là nói theo tỷ sao? Thôi được rồi, nhưng mà chúng ta cũng đừng có quay về Thái Cô Thành. Thần Nông, ông nói đi. Mặc dù phía trước đành giữ chưa biết, nhưng mà ông dịch của thế gian hoành hành khắp nơi, tôi nghĩ chúng ta nên tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn. Được, chúng ta trực tiếp Tây Nhạc. Tỷ tỷ à, bọn muội cũng muốn đi với tỷ. Hai người cũng muốn sao? Đừng có đi. Tỷ tỷ, bọn này vẫn có thể bảo vệ tỷ đó. Hai người đừng đi mà. Hoa tỷ, dẫn chúng đi đi. Trên đường có người bầu bạn mà. Đúng đó Hoa tỷ, hai đứa bọn nó đi theo cũng rất vui. Vậy cũng được, dẫn chúng đi đi. Hai người tên gì chúng tôi còn chưa biết nữa đó. Đúng rồi, mau nói cho Hoa tỷ biết đi. Tên gì? Tôi tên Liễu Liễu. Tôi tên Lạc Lạc. Nghe hay lắm. Một đứa là Liễu Liễu, rất tài giỏi. Một đứa là Lạc Lạc của Hoang Lạc, phải không? Đi thôi. Liễu Liễu, Lạc Lạc, đi mau. Đi thôi.
Cái gì? Muội muốn đi Nam Nhạc tìm Lục cô nương sao? Tôi đã quyết định rồi, lập tức đi ngay. Triệu công tử, nên suy nghĩ lại đi. Nam Nhạc cách nơi này rất xa mà, nói không chừng là có nguy hiểm đó. Chính là vì có nguy hiểm nên ta cần phải đi. Lục cô nương là một cô gái yếu đuối, ta phải bảo vệ cô ấy. Triệu công tử, bên cạnh Lục cô nương có Hoa tỷ, có Thần nông, họ đâu phải là người tầm thường. Bảo nương, ta đã quyết định rồi. Cáo từ. Triệu công tử, chúng ta quay về từ từ thương lượng đi. Bảo nương, một ngày ta không thấy được Lục cô nương bình an, ngày đó ta không yên tâm. Triệu công tử, cô Dông huynh, cô Dông, qua đây giúp ta khuyên huynh ấy đi. Triệu công tử, huynh lại muốn đi tìm bọn người của Hoa tỷ sao? Đúng đó, huynh có chuyện gì không? Không biết có tiện không? Tôi cũng muốn cùng huynh đến Nam Nhạc. Đúng rồi đó. Cái gì? Huynh mà cũng muốn đi Nam Nhạc sao? Các người điên hết rồi. Cô Dông huynh, huynh muốn đi Nam Nhạc không phải cũng là... Triệu công tử đừng hiểu lầm, tôi đối với Lục cô nương tuyệt đối không có ý nghĩ nào đâu. Nói như vậy, có thể làm cho cô Dông huynh đi đến Nam Nhạc là người khác à? Để một chút, huynh để ý cô nương nào vậy? Mấy ngày nay tôi luôn ở ngoài phủ của cô chờ đợi. Lúc trước là tôi không có dũng khí. Mẹ tôi nói rất đúng, hạnh phúc là phải nhờ vào bản thân. Vậy chúng ta đi tìm hạnh phúc của chúng ta đi. Không được không được, hai người đều có cô nương mình thích. Nhưng mà hai người có thể ở nhà đợi họ về. Đi Nam Nhạc tìm hạnh phúc của chúng ta. Được, đi thôi. Triệu công tử, Đỗ tộc trưởng. Cô Dâm và Triệu công tử đi đâu vậy? Đi trị bệnh đó. Bệnh à? Không lẽ họ bị nhiễm ung dịch rồi à? Bệnh tương tư. Bệnh tương tư. Bệnh này có thể chữa được à? Chữa được chứ, chỉ là không biết có cô nương nhà nào chịu chữa cho không. Cô nương, tôi càng nghe càng hồ đồ. Được rồi, không nói. Đương gia, ở đâu mà ông tìm được nhiều lương thực vậy? Là từ Hiên Viên tộc đưa đến. Để nhiều lương thực như vậy ăn tới khi nào đây? Đây không phải là dùng để ăn, dùng làm rượu nếp đó. Rượu nếp hôm qua của ông đều đổi hết rồi, toàn đổi cho Hiên Viên tộc hết. Thật sao? Hoàng đế còn nói sau này rượu chúng ta tạo ra bao nhiêu thì họ lấy hết bấy nhiêu. Vậy chúng ta không phải là phát tài rồi sao? Không chỉ Hiên Viên tộc, các bộ tộc của Trung Nguyên đều biết rượu ngon của Đỗ tộc. Họ đều muốn dùng đồ tốt nhất của mình để đổi. Nàng đợi đi. Không ngờ rượu nếp cũng có thể nổi tiếng. Vậy chúng ta phát tài rồi. Liễu Liễu, Lạc Lạc, hai đứa đừng có chạy nhanh như vậy. Hoa thần địa tỷ, các tỷ đi chậm quá đi. Lục tỷ, Lục tỷ chậm quá đó. Thôi được rồi, tiểu nha đầu, dám trách ta sao? Lục tỷ tỷ, tỷ thật là không biết nổi giận, nên Lạc Lạc mới ăn hiếp tỷ đó. Có rất nhiều chuyện nói cho tốt là được rồi, nổi giận mà làm gì? Lục muội à, muội thật là hết thuốc chữa. Không biết Triệu công tử đó sao lại để ý đến muội. Tỷ nói cái gì vậy? Muội và Triệu công tử thật lòng thật ý, chúng tôi chỉ là bạn tốt thôi. Nói tỷ biết đừng có suy nghĩ bậy bạ. Thật là không có gì sao? Là tỷ tự suy luận bậy bạ. Cô xem kìa, tỷ ấy cứ ăn hiếp con. Vậy thì làm sao đây? Nhưng bây giờ ta là Hoa tỷ, tiểu ngũ sẽ không sợ ta đâu. Ta giúp không được muội rồi. Đi thôi, đi thôi. Đi. Lục tỷ tỷ đây là người sau cùng, mau đi đi. Lục cô nương tú mạo huệ trung, tâm địa lương thiện thật là hiếm thấy. Phải, nó chính là gan hơi nhỏ một chút, từ nhỏ đã sợ chuyện. Hy vọng trải qua tu luyện lần này có thể giúp đỡ đối với nó. Chúng ta đã tới chân núi Tây Nhạc rồi, đi thôi. Được.
mong, đừng khẩn trương. Bây giờ thẳng người lên, giờ cùng tới phía trước. Chú ý, tay không được để xéo. Nắm chặt năm ngón tay lại. Chuẩn bị bắn. Mở lên. Các người là ai? Đã làm cho thú săn của chúng ta chạy mất rồi. Cái gì? Các người Phùng Mông, đừng vô lễ. Sư phụ, họ tại hạ hậu nghệ. Chúng tôi trong núi này đều lấy săn bắn làm sinh kế. Những người này là đệ tử của tôi. Lúc nãy các vị vào trường săn bắn của chúng tôi, đệ tử của tôi không mấy hiểu chuyện, xin các vị lượng thứ cho. Chúng tôi đã vào trường săn bắn của các người sao? Thật là ngại quá. Còn giả bộ nói vậy sao? Người lại làm cái gì vậy? Hoa tỷ bọn ta đâu chỉ làm mấy con thú kinh động, chạy rồi cũng tốt thôi. Người là gì vậy? Các người nói gì chứ? Đúng đó, các người dựa vào cái gì mà đi giết động vật? Động vật đâu phải không có sinh mạng đâu. Con người thì có gì hay ho chứ? Lần này tốt rồi, đừng phải liễu liễu lạc lạc. Họ giết đồng loại của chúng thì chúng dĩ nhiên tức giận rồi. Sư phụ, những người này lai lịch bất minh, còn có ý đồ không tốt, đừng khách sáo nữa. Tôi cảm thấy hai vị tiểu huynh đệ nói chuyện lý lẽ, nhưng mà chúng tôi ẩn cư trong núi đã lâu, chỉ có thể sống vào săn bắn mưu sinh. Chúng tôi chỉ muốn duy trì sinh kế mà thôi, tuyệt đối không bắn giết bừa bãi. Chỉ cần giết chính là không được rồi. Nói đi, ông đã từng giết mấy con? Ba con. Ba con à? Ba con thôi sao? Thôi được rồi, hai đứa nghe đây. Chuyện này gọi là tự nhiên sinh tồn, cũng chính là thiên lý tuần hoàn, mạnh được yếu thua, cho nên cũng không cần phải truy cứu nữa. Hiểu chưa? Vị cô nương nói rất hay. Lúc nãy tôi suy nghĩ cả nửa ngày trời, cũng không biết phải trả lời làm sao với hai vị tiểu huynh đệ này. Thiên lý tuần hoàn, mạnh được yếu thua. Tôi hiểu rồi. Hậu nghệ à, chúng tôi tới đây nhặt là một chút chuyện, không cẩn thận làm ảnh hưởng tới các người, thật xin lỗi. Các vị từ xa tới đây chính là khách, nếu không chê, tôi hoan nghênh các vị đến nhà tôi làm khách. Được. Được. Các vị xin mời vào. Xin tự nhiên. Phu nhân, ta về rồi đây. Về rồi hả? Các vị, đây là phu nhân của tôi, Hằng Nga. Hằng Nga hoan nghênh các vị đến làm khách. Ta giới thiệu các vị quen biết. Vị này là Hoa Thần cô nương, đây là Thần Nông tiên sinh, còn kia là Nhị cô nương, Ngũ cô nương, Lục cô nương. Hậu Nghệ, phu nhân đẹp lắm. Không dám. Các vị xin tùy tiện ngồi. Ta kêu Hoàng Nga chuẩn bị thức ăn tẩy trần cho các vị. Được, vậy thì chúng ta cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi đi. Hai đứa nhóc đâu rồi? Hoa tỷ mau ra ngoài xem đi. Liễu Liễu và người đó ở bên ngoài cãi nhau nữa rồi. Ai dám vô lễ vậy? Chính là cái người hung dữ lúc nãy. Hắn nói dùng da hưu làm quần áo. Liễu Liễu nóng giận lên, còn hẹn so tài với Liễu Liễu nữa. Hỗn láo thật. Không sao đâu, ra ngoài xem đi. Hoa tỷ, chỉ là xạ tiễn thôi mà, lại không phải ta giết người, người giết ta. Đi, ta ra ngoài nào. Này, thử trước đi. Ta không ăn hiếp ngươi, ngươi làm trước đi. Hoa tỷ, thế nào, so tài xạ tiễn hả? Sư phụ, ta phải đến xem con làm náo nhiệt. Hai người, ai làm trước đây? Nhìn cho kỹ nghe, đừng thua không chịu nhận đó. Hậu Nghệ, đồ đệ của ông giỏi quá. Vẫn là học nghệ không tin. Tới ngươi. Phùng Mông rõ ràng chính là cao thủ thiên xạ. Liễu Liễu đâu có biết xạ tiễn đâu. Sao mà thắng được đây? Liễu Liễu đã thành tinh rồi, trên người có pháp lực. Ngồi xem đi. Thấy chưa, dùng pháp lực còn không phải muốn bắn thế nào thì bắn sao? Ngươi hay lắm, thật không ngờ còn nhỏ như vậy mà đã có tài xạ tiễn, thật là cao minh. Sư phụ, thôi. Xạ tiễn quan trọng nhất là tâm bình khí hòa, sinh lực tập trung, mục tiêu xa ở chân trời, trong mắt con chính là gần trong gang tấc. Người nóng nảy như con làm sao có thể nhân tiện hợp nhất chứ? Con phải nhớ, mục tiêu không có chết,
mãi mãi đều là sống. Bởi vì có người là sống, trong người nếu có tạp niệm thì mãi mãi cách xa thật xa. Con đã hiểu chưa? Hiểu rõ chưa? Đệ tử hiểu rồi. Hậu Nghệ, nhìn không ra huynh nữa đó. Không những tiếng pháp lợi hại mà lý lẽ thâm sâu. Tôi chỉ là lấy cái này mà sống, thời gian lâu rồi sẽ quen thuộc mà thôi. Xin các vị đừng chê cười. Tiễn do tâm sinh, vô tùy vô tiễn. Xem ra tiễn pháp của Hậu Nghệ huynh đã tới tiễn tỳ tâm động rồi. Thật là kỹ thuật như thần, tôi thật lòng bái phục. Thần Đông Quynh, nếu như chuyên tâm đối với tiện pháp tôi luyện thì nhất định sẽ cao hơn tôi rất nhiều. Nào, cạn ly. Hôm nay thật là quá vui mừng, rất sảng khoái. Liệu Liễu huynh đệ, tiện pháp của ta không bằng đệ, ta kính đệ một ly. Được rồi, ta nói được làm được mà. Sau này sẽ không hạ tiện giết chết thỏ con nữa. Được, tôi uống cùng huynh. Hoa Thần cô nương, Hoa Thần cô nương là từ Thái Cô Thành đến à? Đúng vậy. Thì ra là vậy. Hãy gì cảm thấy lạ vì lúc nãy thấy chỗ chúng tôi có rượu. Tôi có hứng thú. Khi chúng tôi làm xong chuyện, các người có thể theo chúng tôi về Thái Cô Thành được không? Được. Nhiều cây ở đó, chắc tôi có thể tìm được một cái cung tốt. Ông cũng không có một cái cung hợp ý sao? Tôi tìm khắp quê nhà cũng không tìm được cây thích hợp để làm cung dự ý. Vậy đi, chuyện này để tôi lo cho. Tôi sẽ giúp ông tìm được một cái cung tiễn tốt. Cảm ơn Hoa tỷ. Hoa tỷ, lần này các người đến Tây Nhạc là vì chuyện gì? Ông có biết tịnh thổ không? Tịnh thổ à? Chúng tôi là đến tìm tịnh thổ. Cái này tôi không biết. Có lẽ ở trên núi chăng? Đỉnh núi có người ở à? Một dãy Tây Nhạc của chúng tôi rất hiếm có người ở. Dưới chân núi chỉ có mấy chục hộ dân. Sống trên đỉnh núi là người ngoại tộc. Người ngoại tộc à? Phải. Thói quen cuộc sống của họ vốn không giống chúng tôi, cho nên chúng tôi kêu họ là người ngoại tộc. Đúng rồi, họ còn có ngôn ngữ của mình nữa. Chúng tôi nghe không hiểu. Vậy các người làm sao giao lưu? Cái này không sao. Họ biết ngôn ngữ của chúng tôi, giao tiếp không thành vấn đề. Đúng vậy, đỉnh núi là một nơi rất đẹp. Họ gọi chỗ đó là Cát Tác Lạc. Thủ lĩnh của họ thì gọi là Cát Tác Lạc Dương. Cát Tác Lạc Dương. Những cái này gọi là tầm. Chúng có thể nhả tơ. Các người xem nè, mỗi một người lấy một sợi đi. Nó sẽ không làm tổn thương các người đâu. Con tầm này ăn một loại gọi là lá dâu. Cô xem nè, chúng ta có rất nhiều lá dâu. Lúc nó trưởng thành, nó sẽ ăn lá dâu với số lượng lớn hơn. Sau đó nó nhả tơ biến thành một con nhộng. Lúc đó thì chúng ta có thể từ từ rút tơ ra. Các người có hiểu không? Thủ lĩnh, chúng tôi đến phía trước đèo. Không cần đâu. Thủ lĩnh, nếu như Nhược Hệ cô nương đã về rồi, sao thủ lĩnh không tái tục tiền duyên với cô ấy chứ? Phải đó, theo lẽ cô ấy nên là người đàn bà của thủ lĩnh mà. Câm miệng đi. Các người nghe kỹ đây. Ta đang thay thần nông trong trường Nhược Hệ cô nương. Chuyện bất nhân bất nghĩa ta sẽ không làm. Thương Hiệp. Dạ. Nhược Hệ đang dạy những phụ nữ trong tộc nuôi tầm lấy tơ. Người giúp cô ấy nhiều một chút đi. Dạ. Đi. Sau khi lấy tơ thì sẽ như thế nào? Chúng ta tới bên đó xem nhé. Được, đi thôi. Mọi người xem công cụ này. Không phải làm giật mình không? Bạn hữu, Trung Quốc chúng ta là nuôi tầm sớm nhất, là một trong các quốc gia ương tơ dệt vải. Nhưng mà nguồn gốc của nuôi tầm phân kỳ rất lớn. Ảnh hưởng lớn nhất chính là Lôi Tổ Trì Tân. Người gọi là Lôi Tổ chính là vợ của hoàng đế. Trong sử ký có viết, hoàng đế có cưới Tây Lan nữ làm vợ. Tây Lan nữ chính là Tổ.
Tương truyền tổ chính là người sáng tạo ra phương pháp nuôi tầm nhã tơ. Sau này mọi người đều xưng Lưu Tổ là Tầm Thân. Tầm Thân. Ngàn năm sau đó xuất hiện một cổ kiện công cụ dệt và trang sức của trạng giác ly cốc của Tầm Văn, và biên chức ra cách này 6.000 mấy trăm năm. Cho nên có lẽ các học giả nghĩ rằng sự xuất hiện của Tầm Văn trên chạm khắc và đồ gốm nói rõ người và Tầm lúc đó có quan hệ rất mật thiết, đồng thời cũng chứng minh được khu Đông Nam là một trong các nơi phát triển nghiệp nuôi tầm. Và lại sự phát triển của nó đã sớm ở thời đại của Hoàng đế và Lôi Tổ. Dĩ nhiên rồi, mặc kệ Lôi Tổ có phải là người phát minh ra nuôi tầm nhã tơ hay không, sự phát minh của nhân loại không phải là nhờ vào trí tuệ khả năng của một người, mà là nhờ rất nhiều người qua một thời gian dài trải qua thực tiễn mới có được kết quả này. Nếu Lôi Tổ đã trở thành một thần ở trong lòng mọi người, thì phải tiếp tục lưu truyền xuống nhân gian. Có đúng như vậy hay không? Mùi xem kìa, Hậu Nghệ và Hàn Nga thật là ân ái. Mùi thấy cảm giác của họ là rất tốt. Không lẽ đây chính là ân ái sao? Dĩ nhiên rồi, cái này người mù cũng xem ra được mà. Tị nói gì vậy? Tị biết cái gì là tình yêu thương chứ? Tị yêu không phải chính là chính là mụi có thể đi hỏi Hoa Tỷ là biết mà. Nếu không thì đi hỏi Triệu công tử đó của mụi đi. Mụi trịnh trọng nói chuyện này với Tị. Một người ở trên trời, một người ở nhân gian, một người là người, một người là tiên, hai người không thể ở bên nhau, chỉ là bạn thôi. Bạn à? Đến phía trước là tới nơi rồi. Ai đến đó? Cách Tác Lạc Dương. Cách Tác Lạc Dương, mấy người này là bạn của tôi. Họ từ xa đến đây có chuyện gấp, muốn cầu xin ông giúp đỡ. Ta biết rồi, ta muốn nói chuyện riêng với mấy người này. Ngươi ra ngoài trước đi. Vậy tại hạ cáo từ. Hoa Tỷ, Thần Nông, tôi đi trước đây. Được. Các người hình như không phải là người phàm. Ông thật là Sơn Thần ở đây sao? Vậy tại sao tôi chưa từng gặp ông vậy? Tôi là Hoa Thần, Ngọc Đế là ca ca của tôi. Bà đứa nó chính là con gái của Ngọc Đế đó. Ngọc Đế à? Là Ngọc Đế trưởng quản thiên đình sao? Đúng vậy. Vậy trên người các ngươi tại sao không có phép lực vậy? Chúng tôi đến nhân gian làm việc, phép lực đã bị phong giữ rồi. Ông xem này. Đây. Quả thật là pháp bảo của tiên gia. Tiểu tiên bái kiến các vị thần tiên. Không cần hành lễ. Rốt cuộc ông là sơn thần của núi nào? Tiểu tiên, tôi không được xem là sơn thần nữa rồi. Cái gì? Ông không phải là sơn thần à? Theo lẽ tôi chính là tập nhân bình thường của Tây Nhạc.
Năm đó đại địa nhân gian vẫn còn rất hoang vu, cuộc sống của chúng tôi đều rất khó khăn. Có một mùa đông, các tộc nhân cũng không có miếng ăn, dần dần đều chết cả. Chỉ còn lại một mình tôi là nửa sống nửa chết. Lúc mà tôi tuyệt vọng nhất, đột nhiên trên trời mở ra một cái lỗ, tiên khí từ trên trời giáng xuống miếng đất của Tây Nhạc này. Tiếp theo thì biến thành một miếng đất rất xinh đẹp. Bản thân tôi được hấp thụ một chút tiên khí, từ đó biến thành trường sinh bất lão. Quá thần kỳ rồi. Không phải chứ, trên trời sao lại có một cái lỗ? Tôi cũng không biết. Nhưng mà sau đó là nữ oa nương nương đã vá lại cái lỗ này. Vậy còn sau đó? Sau đó thì tôi tu luyện ở đây, bảo vệ vạn vật của Tây Nhạc. Tôi rất hy vọng có được một ngày tôi có thể lên trời thành tiên chân chính. Các vị thần tiên, xin hãy toại nguyện cho tôi. Thôi được, tôi nói cho ông biết, tôi cũng có nghe Hậu Nghệ nói rồi, ông chắc chắn đã vì Tây Nhạc làm không ít chuyện tốt. Vậy đi, chuyện ông lên thiên đình để Hoa Thần ta lo cho. Tôi thật có thể thành tiên rồi. Cảm ơn thần tiên, cảm ơn. Đừng có sáo mà, chuyện lên trời thành tiên rất dễ dàng. Nhưng mà ông cũng phải làm cho tôi một chuyện. Xin thượng tiên cứ sai khiến. Được, chúng tôi tới Tây Nhạc chính là muốn lấy một chút tịnh thổ. Ông có biết nó ở đâu không? Tịnh thổ của Tây Nhạc tôi rất quen thuộc. Chuyện này thì không cần làm phiền thượng tiên đâu, mình tôi có thể làm xong rồi. Quá tốt rồi. Nên mà, nên mà. Cha, họ là ai vậy? Tam Lan, còn không mau bái kiến các vị thượng tiên đi. Thượng tiên à, họ đến từ thiên đình, là thần tiên chân chính đó. Vị này là Hoa Thần tiên tử. Hoa Thần, câm miệng đi. Danh hiệu của thượng tiên còn có thể trực tiếp gọi sao? Còn không mau bái tội đi. Thì ra là các thượng tiên đến. Lúc nãy vì tôi vui mừng quá độ, xin xá tội. Thôi được rồi, đây là con trai của ông sao? Phải. Cô xem này. Được rồi, chuyện của ông sẽ cùng con trai ông làm chung vậy phải không? Con xem này, thượng tiên đã hứa dẫn con đến thiên đình làm tiên rồi. Con còn không mau đa tạ thượng tiên đi. Đa tạ thượng tiên. Được rồi, một người cũng làm, hai người cũng làm, có khó gì đâu. Thượng tiên có thể đến Tây Nhạc của tôi, thật là vinh hạnh cho Tây Nhạc. Xin thượng tiên ở lại đây vài ngày, cùng thưởng thức sự quan phong của các tác lạc chúng tôi. Đúng vậy, hãy ở đây ngắm mỹ cảnh của chỗ này đi. Tịnh thổ Tây Nhạc, tôi tùy lúc có thể hai tay dâng lên mà. Thật không ngờ lần này tới Tây Nhạc thuận lợi như vậy. Thôi được rồi, vậy chúng tôi ở đây vài ngày, cũng phương tiện thưởng thức mỹ cảnh của các tác lạc vậy. Được rồi, vậy thì tôi đi sắp xếp chỗ ở cho các vị. Được. Căn phòng này thật không tệ, còn rất lớn nữa. Không ngờ các tác lạc dương này làm việc rất chu đáo. Hoa tỷ, lần này chúng ta đến Tây Nhạc rất là thuận lợi. Đúng vậy, dương này thật là thoải mái. Mời qua đây. Phải đó, rất thoải mái. Thật là không tệ mà. Mau qua đây, còn có nước tắm nữa. Chúng ta có thể tắm nước nóng rồi. Mùi nghĩ các tác lạc dương này đã chuẩn bị căn phòng có nước nóng cho chúng ta. Vậy chúng ta mau giờ tắm đi. Được, mau đi tắm thôi. Mau lên, đi tắm thôi. Mùi không sợ chút nào.
Lục muội, muội đang nghĩ cái gì vậy? Ở đây quả thật là quá thoải mái. Thời gian trước thật là mệt chết đi được. Muội cứ than trách nhiều chút đi. Ai mà than trách? Nếu tỷ không than trách thì tỷ đến sân động mà ngủ đi. Hai người đừng cãi nhau nữa có được không? Nhị tỷ, ngũ tỷ, lục tỷ, qua đây. Qua đây. Tỷ tỷ, phòng của đệ và mùi mùi rất thoải mái, qua xem đi. Vậy sao? Hai đứa trên đường cũng mệt rồi. Hai đứa cũng có phòng sao? Hai đứa thường ngày không phải cũng ở trong sơn động à? Lúc trước là không có cách. Trong phòng thoải mái như vậy ai mà không chịu ở chứ. Thật là quỷ tuyệt mà. Đừng nói, trời khỏi lâu như vậy mùi rất nhớ Thái Cổ Thành, rất nhớ Bảo Nương. Mùi nhớ Bảo Nương à? Bảo Nương hành hạ mùi như vậy, ta thấy mùi là nhớ triệu công tử của mùi thì đúng hơn đó. Chị nói cái gì vậy? Có đúng hay không? Triệu công tử gì chứ? Phải nói lục muội, muội và triệu công tử đó có quan hệ gì? Được lắm, tỷ và tỷ ấy hồi nhau ăn hiếp muội à? Không có, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Có gì hiếu kỳ? Nhị tỷ, tỷ và người cứu mạng gì đó có quan hệ gì đây? Câu giống. Câu giống đó. Phải, nhị tỷ. Rốt cuộc tỷ có quan hệ gì dáng vậy? Hai mũi đừng có nói bậy. Mũi không nói bậy. Mũi xem câu dòng đó đã lâu không tới chỗ của Bảo Nương. Mũi cũng xem ra được rồi. Tỷ cũng không có vui. Được lắm lục mũi. Mũi lại dám liên hiệp với mũi mũi cùng nhau trả thù ta. Ta đánh mũi đó. Đừng đánh mà nhị tỷ. Vậy? Là Huynh à? Sao vậy? Lúc nãy Huynh ở đây làm gì? Ta mới từ chỗ nhà đi ngang qua thì cô đã ra đây rồi. Huynh có trông thấy ai không? Không thấy. Không thấy ai cả. Hoa tỷ, thế nào? Không sao chứ? Ta thấy phòng này quá nóng, ra đây hít thở không khí không được sao? Đừng nhiều chuyện nữa, mau vào phòng đi. Về đi. Nếu các người không đi thì ta đi đó. Mất mặt chết đi được. Mất mặt chết đi được. Không ngờ ở trong quan sơn giả lãnh này còn cất giấu một bảo địa. Các tác lạc dương không phải đã nói rồi sao? Linh khí trên trời rơi xuống đây cho nên chỗ này mới thần kỳ như vậy. Vậy cô có biết tại sao trên trời lại xuất hiện một lỗ lớn như vậy không? Cụ thể tôi cũng không rõ. Giả lại năm đó hình như có thiên động gì đó. Mẹ tôi cũng vì bất đắc dĩ cho nên mới giá trời. Cũng qua lâu như vậy rồi, ai mà nhớ nổi chứ. Vậy tôi hỏi thêm cô một vấn đề. Cô có biết các tắc lạc là ý gì không? Cái này tôi không biết. Các tắc lạc là thổ ngữ của phương địa, chính là một nơi để vui chơi, danh xưng thiết thực. Một nơi đẹp như vậy dĩ nhiên là vui chơi rồi. Cô làm sao biết được chứ? Tôi hỏi các tắc lạc dương, nếu mảnh đất này nở đầy hoa tươi, không biết sẽ đẹp biết bao nhiêu. Tôi luôn tin sẽ có một ngày không chỉ có các tắc lạc mà cả nhân gian này sẽ nở đầy hoa tươi. Huynh đang nhìn lên trời làm gì vậy? Có thể thấy được loài hoa của tôi không? Này, rốt cuộc Huynh đang nhìn về hướng nào vậy? Tôi đang nhìn về phương hướng của bộ tộc hoàng đế. Bộ tộc hoàng đế? Huynh không thấy được đâu. Tôi biết rồi. Có phải là Huynh lại nhớ tới Nhược Hề không? Tôi cũng nhớ Nhược Hề. Còn có nhị ca của tôi nữa. Không biết bây giờ họ như thế nào rồi. Tôi còn muốn nói Huynh này,
huynh, hoàng đế, rồi có Nhược Hề. Ba người rốt cuộc là có quan hệ gì chứ? Cô muốn biết chuyện lúc trước của tôi sao? Tôi được sinh ra trong một bộ tộc nhỏ. Lúc đó người trong bộ tộc đều là nhờ vào nghề săn bắn mà kiếm sống. Mẹ của tôi cũng thường cùng các tộc dân ra ngoài. Người đàn ông đó là ai? Là cha của tôi. Cha của huynh à? Ông ấy không phải người trong bộ tộc huynh sao? Không phải. Vậy ông ấy từ nơi nào đến vậy? Không biết nữa. Ông ấy cũng là người rất có bản lĩnh à? Tôi cũng không biết. Không phải luôn cả mặt mũi cha mình thế nào huynh cũng không biết chứ? Không sai. Tôi chưa từng gặp cha tôi. Thủ lĩnh, ông hãy tha thứ cho Nhiệm Từ đi. Tôi xin ông bà. Hắn là ai? Điều tra tập nhân cho ta. Ta không tin là không tra ra được. Ông ấy không phải là người tộc chúng ta. Được. Ngươi tư thông người ngoài tộc, kháng tộc quy. Ngươi và con của ngươi đều bị xử tử. Dẫn ả xuống. Đợi sau khi ả sinh con trai thì cùng nhau xử tử. Ráng một chút đi. Sắp sửa được rồi. Kháng tộc quy ta, ngươi sẽ chết đó. Trả con lại cho ta. Tôi cầu xin ông bà. Dám kháng lệnh tộc quy thì sẽ chết. Trả con lại cho tôi. Đừng mà. Nó có thể mang đến kỳ tích à? Thủ lĩnh, cầu xin ông hãy tha cho đứa bé này đi. Bỏ đi. Nếu đây là sự sắp xếp của ông trời thì ta thuận ứng thiên ý vậy. Đứa bé này từ nay về sau sẽ lấy lửa làm tên, gọi nó là Diên. Thủ lĩnh, gần đây trong núi tung tích của thú săn khó tìm. Chúng ta mấy lần vào núi cũng không thu hoạch được. Thực vật trong tộc để lại gì? Cứ như vậy làm sao mới tốt đây? Đây là gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Thủ lĩnh, đây là mưa ở bên ngoài rơi xuống. Cái này không giống với nước mưa từ trước tới giờ. Không lẽ ông trời trách tội chúng ta không cho bái tế tốt à? Mau đi, đi tìm một số lương thực bái tế trên trời. Mau lên. Làm gì vậy? Con muốn làm một số công cụ. Công cụ à? Con làm thành như vậy lại không thể đánh trộm, lại không thể săn bắn. Các người đều là đồ phế vật. Đã 10 ngày rồi, lại 10 ngày không săn được con thú nào. Ngày mai nếu còn không săn được con thú nào, ta sẽ phạt các ngươi. Diêm Diêm, con mau quay về đây.
Diễm, sao con lại qua đây? Cái này có thể ăn được à? Ngon lắm, ngon lắm. Các mẹ ăn thử đi. Diêm, tộc nhân của tộc ta đều đồng ý cho con làm thủ lĩnh. Từ nay về sau sẽ xưng con là Diêm Đế, dẫn tộc tránh xa nạn đói, hưng dưỡng cương thịnh. Diêm Đế, Diêm Đế, Diêm Đế, Diêm Đế. Thì ra huynh nhỏ như vậy đã được làm thủ lĩnh rồi. Dục vọng của con người mãi mãi không biết thỏa mãn mà. Sau khi ta dạy cho các tộc nhân làm nông, bộ tộc cũng ngày càng cường đại. Tộc nhân đã không thỏa mãn cái ăn nữa rồi. Họ lại hy vọng có thêm càng nhiều đất đai, thế lực càng lớn. Tôi cũng dần dần đánh mất đi bản thân mình. Và rồi chiến tranh bắt đầu. Diêm Đế vô địch, Diêm Đế vô địch, Diêm Đế vô địch, Diêm Đế vô địch. Thủ lĩnh, chúng ta đã chinh phục phần lớn bộ tộc ở Hoàng Hà rồi. Bây giờ chỉ còn lại một bộ tộc Hiên Viên. Thỉnh Thiên truyền lệnh xuống, nửa trong ba ngày lập tức xuất binh đối phó Hiên Viên nhất tộc. Ta muốn đích thần thống nhất Trung Nguyên, thống nhất Trung Nguyên, thống nhất Trung Nguyên, thống nhất Trung Nguyên. Mẹ, con phải lập tức đối phó Hiên Viên nhất tộc, cho nên đến đây cáo biệt mẹ. Thỉnh Thiên, an nguy của Diêm Đế nhờ vào con rồi. Thỉnh Thiên nhất định không phụ lòng nhờ cậy của nghĩa mẫu. Con à, con đã lớn rồi, đã trở thành thủ lĩnh ưu tú. Đi đi, con biết bản thân mình nên làm cái gì mà. Nhưng mà ta nghe nói thủ lĩnh của Hiên Viên nhất tộc rất lợi hại, con đừng xem thường kẻ địch đó, có biết không? Xin mẹ yên tâm, hoàng đế có mạnh thế nào, con cũng nhất định đánh bại hắn. Diêm Đế, ta quyết chiến đến cùng. Ta muốn xin thử hoàn thành rốt cuộc thuộc về ai. Hôm nay ta phải giết ngươi để thống nhất Trung Nguyên. Muốn chạy sao? Đuổi theo.
được. Cứu người đi. Bỏ lên, bỏ lên. Đi. Đi. Đứng lại. Không được rồi, chỗ này là đầm lầy, lui ra ngoài. Quỳnh Thiên, người dẫn tập nhân về bộ tộc đi. Thủ lĩnh, không được, chúng tôi phải cứu ngài. Quỳnh Thiên, đây là mệnh lệnh. Quỳnh Thiên, người dám chống lại mệnh lệnh của ta sao? Thủ lĩnh, người nhất định phải ra ngoài. Không, ta không thể mất đi các tập nhân của ta. Quỳnh Thiên, Quỳnh Thiên, công tiền thủ, đừng mà, bắn. Đưa tay cho ta, mau lên, mau chạy đi, thủ lĩnh. Ta không thể bắt tập nhân của ta. Lên, lên đi. Lên, lên đi. Ta không thể bắt tập nhân của ta. Lên đi. Ngày đi trước đi. Mặc kệ bọn họ mà. Ngày mau chạy đi. Người đâu? Dạ, lên đi. Quỳnh Thiên, đáng tiếc Quỳnh Thiên chết rồi. Cậu ấy không có chết, cậu ấy vẫn còn sống. Cái gì? Bị chặt đầu rồi mà còn có thể sống được sao? Hắn là người phàm mà. Đến sau này ta mới biết được, sau khi cậu ấy mất đi thủ cấp, lấy song thủ làm mắt, lấy bao tử làm miệng, trốn tới một nơi rất xa, tiếp tục đối kháng với Hiên tộc. Tôi thực sự muốn gặp đệ nhất dũng sĩ của bộ tộc các người. Quỳnh nói tiếp đi. Sao nói thế nào? Hắn trốn vào bộ tộc sao? Không có. Nhưng ta vẫn còn rất may mắn. Ông và Diệt Hề quen biết như vậy sao? Vậy còn sau đó, sao ông không làm diêm đế mà lại làm thần nông? Trời tối rồi, quay về thôi. Này, ông còn chưa nói hết mà. Thần nông này thật là, nói nửa ngày cũng không nói tới chuyện của hoàng đế Nhị Ca ta. Tam Lan, sao mấy ngày nay cha không thấy bóng dáng con vậy? Cha, con ở hậu sơn tu luyện mà. Con khờ thật. Con đó, thật là ở trong phước mà không biết hưởng. Con chỉ cần chiêu đãi mấy vị thần tiên đó cho tốt, chúng ta có thể một bước thành tiên rồi. Sau này con phải tiếp đãi mấy vị thần tiên đó cho tốt vào. Vậy đối với tương lai của chúng ta có nhiều chỗ tốt hơn đó. Họ không phải đến từ thiên đình sao? Có cái gì hay ho chứ? Con nghe nói phép thuật họ cũng không có. Con không bằng con nữa. Con thì biết cái gì? Phép thuật của họ chỉ tạm thời bị phong. Con còn quá nhỏ, không hiểu chuyện. Nghỉ ngơi mấy ngày rồi, mọi người cũng bồi dưỡng tinh thần rồi. Tôi thấy chúng ta nên đi lấy tinh thổ rồi rời khỏi Tây Nhạc đi. Hoa tỷ, nơi này đẹp như vậy, chúng ta còn nhiều nơi chưa đi. Hay là chúng ta ở thêm 2 ngày nữa đi.
Muội thật là ham chơi. Muội không biết chúng ta du sơn ngoạn thủy để tìm tinh thổ à? Thì hai ngày nữa có được không? Tôi thấy chúng ta nên mau chóng xuất phát. Vậy đi, hôm nay ta đi lấy tinh thổ, ngày mai chúng ta lên đường. Lạc Lạc Liễu Liễu đâu? Lúc nãy còn ở trong phòng mà. Muội đi tìm chúng. Tiểu Ngủ, muội đi tìm chúng đi, nơi chúng ta sắp đi rồi. Được rồi. Lạc Lạc Liễu Liễu. Lạc Lạc Liễu Liễu. Hai đứa này chạy đi đâu rồi? Lạc Lạc. Hoa tỷ, muội đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy chúng đâu. Thật là. Hoa tỷ, thế nào, bọn muội cũng không tìm được. Hai đứa này chạy nhảy lung tung, tối nay phạt chúng không được ăn gì. Vậy đi, ta đi hỏi thăm các Tác Lạc Dương, tiện thể nói chuyện của tinh thổ. Không xong rồi, chúng bị bắt rồi. Bị ai bắt? Trên đây không có ghi tên. Vậy chúng ta phải làm sao? Mặc kệ, chúng ta đi. Hoa tỷ, đi xem, chính là nơi này. Hoa tỷ, các người xem, bên đó hình như có một sơn động. Đi. Tam Lan. Tam Lan, sao cậu lại ở đây? Các người đến thì tốt rồi. Lúc nãy tôi phát hiện mấy con sơn quái đã bắt Lạc Lạc Liễu Liễu đi. Tôi đã cứu chúng, nhưng đã bị sơn quái ám toán. Sơn yêu đáng chết, dám đối phó với ta. Thần Nông, ông giúp tôi xem vết thương cho cậu ấy. Được. Để tôi xem nào. Tam Lan, ta biết các người là thần tiên không có phép thuật, nhưng trên người cũng rất lợi hại. Các người đã trúng túy thần hương của ta rồi, không làm gì được ta đâu. Rốt cuộc người là ai? Ta, dĩ nhiên là Tam Lan rồi. Nhưng ta có một huynh đệ kết bái, các người quen biết đó, chính là Long Thái Tử. Ta muốn gặp Long Thái Tử. Mau cút đi. Long Thái Tử nhà ta không muốn gặp ngươi đâu. Nếu không đi ta không khách sáo với ngươi đó. Đông Hải Lâm Cung, vô lễ như vậy sao? Ngươi dám mắng Thủy Lâm Cung ta sao? Lên, lên cho ta. Lên, lên cho ta. Lâm Thái Tử là bạn tốt của ta. Bọn ta cùng tiêu diêu khoái lạc. Hắn kêu ta chăm sóc bọn người cho tốt. Sao ta không nể mặt huynh đệ chứ? Nói như vậy, Liễu Liễu, Lạc Lạc là do ngươi bắt à? Bắt một đứa nhỏ đâu phải chuyện lớn. Đúng là không biết trời cao đất dày. Dám tìm đến sơn động chúng ta. Được tiểu nhân bị ổi. Tam Lan, ngươi dám hạ thủ với chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi và cha ngươi cũng không tránh khỏi liên can. Ta càng nghe càng sợ mà. Nhưng mà ai biết các người có liên quan gì đến cha con ta chứ? Thế nào, sự sắp xếp của ta có hài lòng không? Thì ra ngươi đã sớm tính toán sẵn rồi. Ngươi thật không muốn lên trời thành tiên sao? Thành tiên à? Đó chỉ là suy nghĩ của một mình cha ta thôi. Nhân gian nhiều lạc thú như vậy. Hơn nữa thành tiên thì làm sao cùng được ngắm mấy tiên nữ chứ? Hôm nay ngươi cho ta ngắm cho đã đi. Hôm trước ở hang động ngươi lén lút nhìn trộm, có đúng là ngươi không? Là ta thì sao? Hôm nay ta thưởng thức cho đã mới được.
Hoa tỷ, đừng đụng vào tỷ ấy. Ngươi là người phạm mà muốn đấu với ta sao? Người phàm mà cũng có công lực vậy sao? Các người đừng có ảo tưởng nữa. Các người không thể chạy thoát được đâu. Long Nhi, thời gian ngắn ngủi như vậy con đã tiến bộ rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Đó là nhờ vào phụ dương. Con có thể chuyên tâm tu luyện là cha yên tâm rồi. Báo, bẩm báo Long Dương, ngoài cửa có người gây chuyện. Ai mà to gan như vậy dám tới Long Cung ta gây chuyện? Phải đó, ai vậy? Là một cô gái tự xưng là Hồng cô nương, nói là tìm thái tử. Long Nhi, con quen người này sao? Bẩm phụ dương, con chưa từng quen biết Hồng cô nương nào cả. Thật mà? Quy thừa tướng, ngươi có biết thân phận người đến không? Thuộc hạ không biết, nhưng trên người cô ấy có mùi yêu khí rất nặng, khẳng định không phải là người của thiên đình. Một yêu tinh mà dám tới Đông Hải Lâm Cung của ta quấy rối, nhất định phải chế ngự ạ. Đuổi khỏi Đông Hải. Đúng, đuổi khỏi Đông Hải. Dạ. Phụ dương bất giận. Thái tử nói không quen với cô. Cô mau đi đi. Các người ý đồng hiếp yếu, thật không biết xấu hổ. Cô hãy đi mau đi. Nếu lòng thái tử không nhìn người, vậy thì hãy đợi đấy. Đi thôi, đi thôi. Hồng cô nương, Hồng cô nương. Hồng cô nương, cô ở đây à? Cuối cùng đã tìm được cô rồi. Sao? Các người muốn tới lấy mạng của ta? Cô hiểu lầm rồi. Thái tử phái tôi đến đây. Đừng nhắc tới hắn nữa. Ta đã đoạn tuyệt ân tình với hắn rồi. Hồng cô nương, cô đã nghĩ quan cho thái tử rồi. Không phải thái tử không muốn gặp cô, mà chỉ tại tình không như ý muốn. Tình không như ý muốn. Chắc hắn chơi ta là yêu quái, có đúng không? Hồng cô nương, thái tử chúng tôi rất nhớ cô. Chỉ tại cái gì? Tại Lâm Dương à? Chúng tôi vốn chẳng quen biết với cô, cho nên mới xảy ra xung đột. Thái tử bây giờ đang bế quan liệu thương, nửa bước cũng khó rồi. Cô ấy bị thương, bị ai đã thương vậy? Thôi, cô đừng có hỏi nữa. Cô đấu không lại họ đâu. Ai vậy? Mau nói ngay. Là muội muội của Ngọc Đế, Hoa Thần, cùng với ba người con gái của Ngọc Đế đến cướp báu vật Đông Hải. Thái tử không chịu, nên họ đã đả thương thái tử, cướp đi báu vật. Lâm Dương không ra mặt à? Hồng cô nương, cô biết mà. Trước này Hoa Thần sắp láo kiêu ngạo, trên thiên đình không ai dám đụng vào. Làm sao thái tử dám trêu ghẹo? Mà Lâm Dương cũng chẳng nói được gì. Thái tử có thể giữ lại tính mạng đã là may rồi. Vì vậy gần đây tính tình của thái tử rất xấu, cho nên mới đuổi cô đi đấy. Thần tiên ở trên trời thì đã sao? Cũng không thể ngang càng như vậy. Nếu ta gặp được, nhất định ta sẽ cho chúng một bài học. Mấy vị thần tiên đó hiện đang ở trên nhân gian. Thái tử bảo cô quay về núi tu luyện, để sau khi hồi phục vết thương thì ngày ấy sẽ tới thăm cô. Nếu như cô gặp bọn Hoa Thần, nhất định phải trốn, đừng đả động đến họ. Ngày ấy sẽ thiên đình, con ta không sợ. Được, ta cho chúng đến nhân gian, nhưng không về được. Này, chúng đang ở đâu vậy? Lần này chúng hạ phàm, nói là muốn cướp tinh thổ của Ngũ Nhạc.
Hoa thần muốn dùng nó trong loại thực vật gì đó cho vui. Tinh thổ chính là tinh hoa của ngũ nhạc. Bọn chúng vì muốn bản thân hưởng lạc mà dám hút hết tinh hoa của nhân gian. Nghịch thiên hành sự. Lai lịch của chúng lớn như vậy, ai mà dám quản bọn chúng? Nghe nói chúng đã lấy được tinh thổ của hai phía đông nam. Bây giờ e rằng đã tới đông nhạc rồi. Thái tử bảo cô đừng đối đầu với bọn chúng. Ngươi về chuyển cáo lại thái tử, bảo ngài dưỡng thương cho tốt. Tôi sẽ quay lại tìm ngài. Được. Đây, hỏng cô nương. Thế nào rồi? Chúng tôi đã làm theo lời dặn của thái tử, nói lạnh với Hồng cô nương rồi. Cho dù Tam Lan không đánh lại bọn chúng, nhưng còn có Hồng cô nương. Bây giờ cô có khỏe không? Vẫn khỏe, chẳng kém gì năm xưa. Nhưng tính khí hơi tệ một chút. Chỉ là tiều tụy hơn rất nhiều. Người phụ nữ ngốc này vẫn cứ si tình như vậy. Tôi nói thái tử, ngài không thích cô ấy thì cứ nói với cô ấy đi. Hà tất phải, hà tất cái gì? Có bản lệnh rất tốt, đối phó với hòa thần là hay nhất. Huống hồ quỷ đã tự nguyện, đối với ta như vậy có gì mà không vui chứ? Dạ đúng. Dạ. Hoa thần tỷ tỷ, Hoa thần tỷ tỷ, Hoa chị, sao mọi người lại tới đây? Sao lại nhìn ta như vậy? Hoa tỷ, tỷ không sao chứ? Ta đang rất tốt. Con a đầu này không muốn ta tốt sao? Lúc chúng ta ngất xỉu, thấy Tam Lan hắn ta cứ liếc nhìn tỷ. Hắn mà dám đụng đến ta, ta sẽ lột da của hắn. Sao các người tới đây? Để làm gì? Hoa tỷ, lúc bọn muội tỉnh lại đều ở trong phòng của mình, nhưng chẳng có xảy ra chuyện gì cả. Lạ thật. Tên Tam Lan đó có thể thả chúng ta ra sao? Hoa tỷ, chúng ta đi tìm Tam Lan tính sổ đi. Đi thôi. Đi. Tam Lan chết tiệt. Tên háo sắc chết tiệt, dám đánh lén bọn ta. Ta đánh chết ngươi. Thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng. Con trai tôi còn trẻ tuổi nhất thời hồ đồ mạo phạm thần tiên. Xin thần tiên hãy tha mạng cho nó. Dạ, tôi nói cho biết, con trai của ông thật chẳng ra gì. Hắn muốn... Này, có phải ông đã kịp thời cản ngăn hắn không? Nếu không thì... Hoa tỷ, tỷ bình tĩnh lại đi. Nghe các tác lạc dương nói đi. Thần tiên bớt giận. Nhưng thần tiên không phải do tiểu nhân cứu. Tiểu nhân không dám nhận đâu. Không phải ông à? Ông yên tâm đi. Ông cứu chúng tôi là làm chuyện tốt mà. Ta sẽ không trách ông đâu, đừng có sợ. Không phải tôi thật mà. Không phải tôi. Thật không phải ông cứu sao? Vậy thì ai cứu? Người nói đi, tên hảo sắc kia. Nếu không ta đánh chết người đó. Dạ, dạ. Hôm qua, lúc tôi muốn, thì rốt cuộc muốn làm gì bọn ta? Đừng, đừng làm hỏng hứng thú của bọn thiếu gia. Ngươi còn muốn sống không? Ngươi thật to gan. Mũi mũi của Ngọc Đế mà ngươi cũng dám ức hiếp sao? Cha, 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 Tam Lan, Tam Lan, cha, hắn,
Hắn rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Tâm Lan, cha, 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 như vậy là sao? Tâm Lan, ngài là thần tiên gì? Có phép thuật gì thì ngài hãy nhắm vào tôi, đừng làm hại con trai tôi. Quỳ tại đây, chờ hoa thần tiên tử tới xử phạt các người. Dạ dạ. Quỳ xuống, mau quỳ xuống. Quỳ đi. Rồi sau đó? Sau đó thì họ đã đi mất. Họ là thần tiên gì? Mặt mũi thế nào? Không biết, chúng tôi không thấy mặt mũi ngại. Hoa tỷ, có phải là cha biết chúng ta gặp nạn nên phải người tới cứu chúng ta không? Lạ thật, pháp lực của người này cao siêu không thể đoán được. Cấp tác Lạc Dương chỉ mới nghe ông ấy để sợ phát run. Thiên định cũng đâu có người nào như vậy. Không phải chứ, thiên định nhiều thần tiên như vậy mà. Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải đâu. Những vị thần tiên trên thiên định tôi đều quen biết. Người có thực lực như vậy chỉ có một. Ai vậy? Ngọc Đế ca ca. Cũng không biết Tiểu Hoa và hai con A Đầu chúng thế nào rồi. Chúng không nghe lời ta khuyên bảo, đáng tội mà. Tức giận thì tức giận, nhưng có thể không lo được sao? Không phải ta không lo, mà ta không có cách lo. Nàng cũng biết, năm đó mẫu hậu ta là nữ hoa nương nương, trước khi tuần du đã lập ra quy định, đó là thiên giới không được can thiệp vào việc của nhân gian. Nhưng mà yên tâm đi, chúng tôi có thể có tốt của chúng. Cấm địa của thần Nam Nhạc ta đây còn chưa phá được. Nếu không có Tây Nhạc nữ quỷ ở đó, ta đã thăm dò rồi. Bây giờ chúng đã tới Tây Nhạc. Tây Nhạc có một người ngoại quốc, một lòng muốn thành tiên. Chúng sẽ không sao đâu. Ý ngài là cách tác Lạc Dương? Đúng. Ta vốn không tiện triệu hắn lên thiên đình, nhưng nếu hắn giúp đỡ Tiểu Hoa, thì ta sẽ cho hắn và con trai của hắn tới thiên đình. Cách tác Lạc Dương là người thật thà, lần này thiếp yên tâm rồi. Ta vẫn câu nói đó, chuyện của nhân gian ta không xen vào. Thiên ý bất khả kháng. Tiểu Hoa chịu đủ khổ rồi thì tự nhiên nó sẽ trở về thôi. Cách tác Lạc Dương, lần này ta nể mặt ông, tha cho Tam Lan. Nhưng nếu để ta biết hắn để làm chuyện xấu, thì ta sẽ không bỏ qua cho cả ông đấy. Đa tạ tiên tử đại nhân đại nghĩa. Tiểu nhân quyết định sẽ quản giáo nghiêm khắc, quyết không tái phạm. Tốt. Đúng rồi, việc ta hứa dông lên trời, không dám không dám. Tiểu nhân tu hành còn cạn, tự nguyện lấy thân chuộc tội, ở lại nhân gian tu luyện. Bây giờ không dám nhắc tới chuyện thành tiên nữa. Đó là tự ông nói đó. Tới khi đó đừng nói là tại ta nói không giữ lời. Dạ, tôi... Chúng tôi xin cáo từ. Đi thôi. Cẩn thận. Hoa tỷ, tỷ làm vậy chẳng phải là quá dễ dàng, quá nhân từ với tên Tam Lan đó sao? Không làm vậy thì còn cách nào khác đây? Không lẽ giết chết hắn thật sao? Vậy thì bụi đi giết đi. Hắn cũng chỉ hợp theo thói xấu của Long Thái Tử thôi. Tu luyện lâu năm như vậy không dễ dàng. Hơn nữa hắn có một người cha không tệ, cứ cho hắn một cơ hội đi. Mỗi lần muội phạm một tội nhỏ là tỷ trách phạt muội, đâu cho muội cơ hội. Ngủ muội à, trong khi muội chúng ta, muội có võ công cao cường nhất, khổ lực nhiều nhất. Hoa tỷ làm vậy là đang luyện tập cho muội. Đúng, thiên định có các vị võ tướng như nhị lăng thần, vậy chúng ta luyện công lê hại để làm gì? Bộ ngốc quá. Làm người phải nhờ vào bản thân, làm thần tiên cũng phải dựa vào bản thân. Luyện tốt bản thân mình, lúc cần thiết không những cứu được bản thân mà còn có thể cứu thêm người khác. Đúng đó.
Như thần năm đây rất lợi hại, cả tam lang cũng không đánh lại ông ấy. Thôi đi, các cô đừng chê cười tôi nữa. Lúc đó tôi chỉ muốn bán mạng để cứu các cô. Tôi chỉ đánh được mấy chiêu đó thôi. Đâu chỉ có mấy chiêu, nếu không phải ông bị thương trước thì tên tam lang đó đâu phải là đối thủ của ông. Thần nông, thần nông, thần nông. Ông ấy sao rồi? Lúc trước có phải ông ấy từng bị thương không? Đúng, ông ấy đã bị tam lang đả thương, bị thương không nhẹ. Nhưng sau khi chúng tôi tỉnh lại, tưởng ông ấy đã không sao. Ông ấy đã tự áp chế vết thương của mình, hiện giờ sung huyết trong thể nội nên mới ra nông nỗi này. Chắc là ông ấy lo lắng cho bản thân lắm. Rốt cuộc ông ấy bị thế nào? Ông mau nói đi. Tôi chỉ am hiểu chút mỹ thuật, tôi cũng không nói được. Nhưng mà ông ấy chịu đựng lâu như vậy nên thương thế càng lúc càng nghiêm trọng. May mà tôi đã phát hiện một số thuốc trên người của thần nông. Tôi cho ông ấy uống trước, xem ông ấy có thể tỉnh lại hay không. Thần nông là người tốt, ở hiền thì sẽ gặp lành, nhất định ông ấy sẽ khỏe lại. Nếu ông ấy có chuyện gì, ta sẽ không tha cho tên tam lang chết tiệt đó. Tam lang chẳng phải là con trai của Cát Tác Lạc Dương sao? Sao các cô lại gây chuyện với hắn? Nhắc tới hắn là ta tức giận lên rồi. Ông tỉnh lại rồi à? Nhanh lên, thần nông tỉnh lại rồi. Sao rồi? Ông đợi chút nào chưa? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Ông không nhìn thấy gì sao? Hoa tỷ, sao lại như vậy? Nhất định là máu bầm tụ trong não không thể tan ra rồi. Tam lang, cũng tại tên tam lang chết tiệt đó. Để ta đi tìm hắn ta. Hoa tỷ, tam lang chết tiệt. Tam lang chết tiệt. Cách Tác Lạc Dương. Cách Tác Lạc Dương. Tam lang chết tiệt. Mau ra đây. Ra đây. Giỏi lắm tên Cách Tác Lạc Dương, dám bỏ trốn à. Hoa tỷ, tỷ về rồi à? Hoa tỷ, về rồi sao? Tên Cách Tác Lạc Dương hình như biết ta đi tìm con trai quán tính sổ. Từ lâu đã dẫn tên tam lang bỏ trốn rồi. Bây giờ tìm được tam lang có ích gì chứ? Quan trọng là phải chữa lành mắt cho thần nông. Mắt không thể nhìn thấy được thì dù cho là ai cũng không thể đối nhận sự thật này. Mùi cảm thấy thần nông đã tỉnh lại rồi. Ông ấy nói muốn gặp riêng Hoa tỷ. Tôi biết các cô rất lo lắng cho tôi, nhưng chuyện đã thế này rồi, tôi không thể cùng các cô tiếp tục đi lấy tinh thổ và chân thủy. Ngày mai các cô tiếp tục lên đường, còn tôi sẽ quay về Thái Cổ Thành xem có cách nào chữa khỏi đôi mắt của tôi không. Không được, chúng tôi không thể nào bỏ mặc ông được. Về Thái Cổ Thành chứ có phải tới nơi hoang dã gì đâu. Huống chi tới Thái Cổ Thành có Đỗ tộc trưởng, Bảo Nương và Triệu công tử chăm sóc cho tôi. Nhưng mà cô đừng quên, chúng ta tới đây là vì cái gì? Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể chậm trễ việc đi lấy tinh thổ và chân thủy. Tôi hứa với ông, nhất định tôi sẽ lấy tinh thổ và chân thủy về. A Hoa, tôi rất biết ơn cô. Sự xuất hiện của ôn dịch có liên quan tới tôi, cho nên ngày nào chưa tìm được tinh thổ và chân thủy, ngày ấy tôi chưa yên tâm. Ông nói ôn dịch có liên quan tới ông sao? Đã tới lúc phải nói với cô rồi.
Ôn Thần chính là một cao thủ dùng độc. Hắn đã phát tán bệnh ôn dịch tới nhân gian. Hắn tên là Xí, nguyên trước là con trai thủ lĩnh bộ tộc chúng tôi, là một người rất hung tàn, chí dũng và rất thông minh. Hắn luôn tưởng chức thủ lĩnh sẽ được trao lại cho hắn, nhưng thủ lĩnh lại trao chức thủ lĩnh cho tôi. Cho nên trong lòng hắn rất căm hận tôi. Vậy rồi sau đó, sau khi tôi bị đánh bại, những người trong tộc đều đã bỏ chạy. Tôi và Nhược Hề chỉ muốn quy ẩn sơn lâm, sống những ngày tháng đạm bạc. Nên bộ tộc chúng tôi đã không có thủ lĩnh. Nhưng tại sao tên Sĩ đó lại ra đây phát tán bệnh ung dịch? Tên Sĩ không chỉ võ công cao cường mà còn thông minh tuyệt đỉnh. Hắn nghe nói tôi sử danh thần nông, một lòng muốn trị bệnh cứu người. Hắn lại cố tình nghiên cứu thuốc độc để hại chết người. Tôi cứu một người, hắn hại một người. Hắn không giết được tôi, cũng muốn làm cho tôi khổ cả đời. Tên Sĩ đó thật ác độc. Tôi không lo sợ hết cho bá tánh. Nhưng may mà tôi đã gặp cô và hóa do cô trồng ra, khiến tôi nhìn thấy được hy vọng. Nếu không, cho dù tôi chỉ lo cho bản thân mình thì cũng sẽ trở thành tội nhân thiên hạ. Ông nghĩ hắn giết ông thì có thể sửa đổi hướng thiện sao? Tôi cảm thấy chỉ cần tăng thêm sự điên cuồng của hắn, nguy hại nhân gian. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tịnh thổ và chân thủy, làm cho nhân gian nở đầy hoa, diệt trừ ôn dịch. Ông yên tâm, không trồng ra loại hoa này trong nhân gian, hoa thần tôi đây sẽ không trở về thiên đình. Ngày mai chúng ta sẽ chia ra hai ngã, nhanh chóng tới Bắc Nhạc để lấy tịnh thổ ở Bắc Nhạc. Không được, không được. Tại sao? Ông coi, tên Sĩ đó luôn núp trong bóng tối lén lút hại ông. Bây giờ mắt ông lại không thấy gì cả. Nếu một mình ông về Thái Cô Thành sẽ rất nguy hiểm. Hay là về đi, tôi đưa ông về Thái Cô Thành, sau đó mới tới Bắc Nhạc. Không, A Hoa, ông đừng nói nữa. Quyết định về đi. Hậu Nghệ, Hoa tỷ, thần nông tiên sinh, trên đường bảo trọng. Tôi đã chuẩn bị sẵn con trâu ngay trước thôn rồi. Mắt ông ấy vẫn chưa hồi phục, cần có một con trâu để cởi. Đa tạ Hậu Nghệ. Lần này các Tác Lạc Dương rời khỏi Tây Nhạc, tôi sợ Tây Nhạc sẽ có thay đổi, cho nên không cùng các người vào Thái Cô Thành. Được, Hậu Nghệ, đa tạ ông chăm sóc chúng tôi. Sau này có cơ hội sẽ quay về thăm ông và Hằng Nga. Hậu Nghệ đây sẽ không quên những người bạn tốt như các vị. Nói nhiều vô ích, đi đi. Xin cáo từ, cáo từ. Tạm biệt, tạm biệt. Hoa tỷ, tôi thấy cô Thành rồi. Tỷ và thần nông mới lại chữa mắt. Còn ba đứa muội đi Bắc Nhạc là được rồi. Vậy làm sao được? Không được, mỗi nơi chúng ta đi lấy tịnh thổ được gặp phiền phức. Bắc Nhạc chưa biết thế nào. Chúng ta nhất định phải tập trung sức mạnh. Mắt của tôi sẽ có cách thôi. Hoa thần tỷ tỷ, đi lên phía trên chút là xuống núi rồi. Này, cô lạ thật đó. Chúng tôi phải đi ngang qua nơi này, cô lại cố tình cản ngang giữa để làm gì? Cô chính là hoa thần sao? Chúng ta quen biết nhau à? Nhưng tôi chưa từng gặp cô. Hoa tỷ cẩn thận. Lục mũi bảo vệ thần nông. Cô là ai? Tại sao tập kích chúng tôi? Hoa tỷ, đừng để làm chậm trễ thời gian của chúng ta. Hôm nay chính là ngày chết của cô.
tỷ có sao không? Lục Bụi, Lục Bụi có sao không? Lục Bụi, hãy là con mãng xà. À Hoa, tôi nghe thấy hơi thở của họ, họ đã bị thương rất nặng. Cô Dông Quỳnh, chúng ta tìm từ Nam Nhạc tới Tây Nhạc vẫn chưa tìm ra. Tôi đã thăm dò rồi, có người trong thế họ rời khỏi từ đây. Chỉ cần chúng ta đi một đường lên núi, nhất định sẽ tìm thấy họ. Yên tâm đi, chúng ta đi từ chỗ này nhất định sẽ tìm thấy họ. Cô Dông Quỳnh, là một vị cô nương, sao lại bị thương nặng vậy? Có phải bị thú dữ làm bị thương không? Không sao, tôi có thuốc của thằng nông cho tôi, hãy lại cho cổ uống đi. Đây, các người là ai? Chúng tôi thấy cô bị thương dưới núi, cho nên đã cứu cô tới đây. Sao cô làm được vậy? Lúc nãy tôi dùng pháp thuật giữ hai người lại. Pháp thuật? Cô là thần tiên sao? Không lẽ chỉ có thần tiên mới biết pháp thuật sao? Không đúng, nhất định cô là thần tiên rồi. Cô Dông Quỳnh, chúng ta gặp được thần tiên rồi. Thần tiên tỷ tỷ tại thượng, xin tỷ hãy nhận chúng tôi làm đồ đệ, dạy chúng tôi pháp thuật. Ta không muốn nhận đồ đệ. Cô Dông Quỳnh, Quỳnh không muốn bái cô ấy làm sư phụ sao? Có pháp thuật rồi là chúng ta có thể bảo vệ được người yêu của mình. Đúng, tôi cũng muốn học. Thần tiên tỷ tỷ, chúng tôi một tấm lòng thành, xin tỷ hãy thu nhận chúng tôi. Hai người là người phàm, làm sao có thể học được pháp thuật chứ? Cô sai rồi, người phàm chứ đâu phải côn trùng để người khác tùy ý sâu xé. Người phàm cũng có thể học bản lãnh mà. Câu nói này của hai người cũng còn chút khí phách. Nể mặt hai người cứu tôi, tôi đồng ý dạy hai người. Đa tạ thần tiên tỷ tỷ. Đừng gọi tôi là thần tiên, gọi tôi là Hồng cô nương được rồi. Không được, cô là sư phụ của chúng tôi, chúng tôi gọi cô là Hồng sư phụ nhé. Sao cũng được. Sư phụ, sao vết thương của người lại nặng như vậy? Ai đã đánh người ra nông nổi này? Bốn người đánh một mình tôi, họ có bản lãnh gì chứ? Bây giờ tôi không còn pháp lực nữa. Hai người đưa tôi tới Đông Hải, tôi có chuyện gấp. Đông Hải à? Hai người không đồng ý à? Không phải sư phụ, theo lẽ chúng con cũng muốn đi, nhưng mà Quyền Lan huynh đã bái sư phụ rồi thì chúng ta phải nghe theo lời của người chứ. Bây giờ vết thương của sư phụ nặng như vậy, chúng ta hãy đưa người về Đông Hải trước đi. Được sư phụ, chúng con đưa người đến Đông Hải vậy. Sư phụ, không sao chứ? Sư phụ, để con cõng người. Đưa tay nãy cho tôi. Nào.
Núi. Nhật Hề, không quấy rầy ngài chứ? Tôi đã làm cho ngài một tấm đệm. Thử xem. Tốt lắm. Nhật Hề, đa tạ nha. Thủ lĩnh, có tin tốt. Có tin tốt đây. Có tin tốt. Tin tốt gì? Nói đi. Nhật Hề không phải người ngoài. Hay là để hai người có công nói trước đi. Nói đi. Thủ lĩnh, tôi đã bàn bạc xong với người Nam Nhạc. Họ đã đồng ý liên kết với chúng ta. Tốt lắm. Vì chúng ta sẽ ít đi một đối thủ. Thủ lĩnh, quân đội của phái Chiêu đóng giữ ở hai bờ sông đã bị chúng ta đánh lui rồi. Những bộ tộc ở dọc hai bờ Nam Hoàng Hà sẽ không còn chịu sự quấy nhiễu của quân Chiêu nữa. Trận đánh này của Lực Mục tướng quân rất hay. Phạm vi thế lực của Chiêu sẽ ngày càng nhỏ đi. Đại bại Chiêu, thống nhất Trung Nguyên chỉ trong ngày mai. Các ngài tiếp tục thương lượng, tôi xin đi trước. Nhược Hề. Nhược Hề. Nhược Hề, mục tiêu thống nhất Trung Nguyên của ta càng ngày càng gần rồi. Không lẽ cô không vui cho ta sao? Tôi sẽ chúc mừng ngài, nhưng tôi không vui. Tại sao? Bởi vì mục tiêu của ngài mà ngài đã gây nên một trận bão táp đẫm máu cho Trung Nguyên. Nhược Hề, cô nên hiểu, mảnh đất này cần phải thống nhất. Cho dù ta không thống nhất thì Chiêu cũng sẽ thống nhất, và Diêm Đế xưa kia cũng sẽ làm vậy. Ta tin là ta mạnh hơn so với họ. Nếu ta thống nhất Trung Nguyên, làm nên thủ lĩnh của các bộ tộc, thì ta đảm bảo mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc bình yên. Phải, ngài rất mạnh, cho nên ngài có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất mà đi công kích người khác. Nhược Hề, chiến tranh hôm nay là đổi lấy hòa bình cho ngày mai. Loạn thế này cần có một anh hùng nắm giữ càn khôn. Ta phải đứng ra gánh vác sứ mệnh này. Anh hùng? Ngài luôn muốn trở thành anh hùng sao? Phải. Ta hy vọng mọi người sẽ tôn ta làm anh hùng. Không lẽ cô không muốn ta trở thành anh hùng sao? Không lẽ chỉ có chiến tranh mới có thể trở thành anh hùng? Ta không biết. Ta chỉ biết nhất định chiến tranh sẽ sinh ra một anh hùng, cũng giống như thần nông. Không, phải là Diêm Đế ngăn dập xa trường ngày xưa. Ông ấy cũng là một vị anh hùng đội trời đạp đất. Nhưng tôi muốn nói với ngài, tôi cảm thấy Quy Ẩn Sơn Lâm hành y cứu người như thần nông mới chính là một vị anh hùng. Hơn nữa, ngài còn là một vị anh hùng vĩ đại và cao thượng hơn. Cách nhìn của cô không công bằng. Cô hiểu được thần nông, nhưng lại không hiểu ta. Tôi vốn rất công bằng. Ngài là anh hùng, thần nông cũng là anh hùng. Ngài là vị anh hùng vì thống nhất Trung Nguyên mà chém giết bá tánh. Còn thần nông thì vì cứu chữa cho người bệnh mà tận tâm huyết. Hai người xưng danh anh hùng bằng hai cách khác nhau. Tôi tin là thế nhân nhất định sẽ cảm tạ hai người.